Chào các bạn, ngày hôm nay là buổi sáng đầu tuần và ngày hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu một tuần mới với một clip nói về thu nhập thụ động. Suốt những ngày qua thì tôi đã làm các clip chia sẻ với các bạn về các cái dự án kiếm tiền của đa cấp, phân tích, chia sẻ, nói chuyện, chỉ ra điểm yếu, điểm mạnh cũng như là nói với các bạn về cách thức kiếm tiền của họ. Thì ở đây chúng ta thấy là những bạn đội ngũ đa cấp luôn giao giảng với chúng ta một việc là gì? Là các bạn phải tạo ra nguồn thu nhập thụ động, các bạn phải tạo ra những dòng tiền nó có thể kiếm tiền cho các bạn khi ngủ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động chân chính nó sẽ như thế nào và sẽ phản biện lại những cái hoạt động của đa cấp xem nó có đúng là những cái hoạt động như thế này không. Và nó có tạo cho các bạn nguồn thu nhập thụ động mà các bạn có thể ngồi ở nhà đi chơi, đi du lịch mà nó vẫn mang lại cho các bạn tiền, hay là đấy chỉ là sự xảo biện và nó không phải là thu nhập thụ động. Ở đây thì tôi vẫn luôn luôn đi theo một cái tâm huyết để chia sẻ với mọi người về sự thật, cách thức làm, kiến thức. Và ở đây thì các bạn nhớ là mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào bạn, tiền là của bạn, bất bạn chịu, chả trách ai được. Tại vì các bạn nhớ là tiền của mình, các bạn nghe theo những lời kêu gọi đầu tư mà các bạn không phân tích, không xem xét, chúng ta mất tiền, lúc đấy đừng có trách ai cả. Mà ở đây chúng ta đừng nghĩ một việc là tuổi trẻ hay là sai lầm đi rồi sẽ sửa lại được. Chúng ta cứ nhớ là mỗi một lần các bạn đầu tư nó cũng giống như là một lần bạn rút nguyên khí cho cơ thể của bạn ra. Nó không phải là nguồn khí vô tận, nó sẽ hết. Và các bạn sẽ nhớ là không phải thất bại mãi mãi là mẹ thành công. Nếu thất bại nhiều bạn sẽ không còn nghị lực, mọi người sẽ không tin các bạn nữa và bạn sẽ thiếu ý chí để có thể triển khai. Nó cũng giống như việc là các cơ hội nó chỉ có một vài lần trong đời, chúng ta không thể phung phí nó được, chúng ta phải biết cách giữ nó và biết cách chọn lọc để đầu tư một cách có hiệu quả. Thế như vậy, định nghĩa liên quan đến vấn đề về thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn không cần phải dùng thời gian công sức để có nó. Đây là phương pháp giúp bạn thu nhập ngay cả khi bạn không làm việc. Ví dụ, bạn có căn nhà cho thuê, hàng tháng bạn không phải làm gì nhưng tiền vẫn vào túi bạn. Nếu bạn là tác giả của một bài hát, bạn chỉ cần sáng tác một lần, các ca sĩ sử dụng sẽ phải trả tiền bản quyền cho bạn. Hoặc có thể lấy ví dụ như tôi làm nghề đi dạy. Bình thường nếu mà tôi đi dạy thì tôi được trả tiền dựa trên thời gian tôi đi dạy. Các bạn cứ tính là mỗi một buổi, như tôi với trình độ hiện tại bây giờ, đúng không ạ? Thì một giờ khi mà làm việc với cả các doanh nghiệp đào tạo, họ sẽ chi trả cho tôi một giờ là 3,5 triệu một giờ. Thế như vậy là một buổi đi dạy 3 tiếng họ sẽ trả cho tôi 10 triệu. Thì nếu tôi có dạy cân lực một tháng, tôi cứ cho là ngày tôi sẽ dạy được 2 buổi, 6 tiếng, 20 triệu. Thì một tháng 30 ngày thì tôi chỉ thu nhập được tối đa là 180 triệu. Và như vậy điều gì xảy ra nếu tôi không đi dạy nữa thì tôi sẽ là không đồng. Thì các bạn mới thấy là trong đợt vừa qua, khi một loạt những thầy cô giáo tiếng Anh không thể bán khoảng thời gian của mình để đi kiếm tiền được nữa, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Họ sẽ bị thất nghiệp. Và lúc này tài sản của họ đó chính là những khoảng thời gian có thể bán đi dạy thì cũng không bán được cho ai cả nữa. Thì lúc này thu nhập của họ bằng không. Thì cái này nó sẽ không phải là thu nhập thụ động. Cho nên tôi sẽ phải xoay chuyển một việc là tôi đóng gói lại cái khóa học của tôi. Hiện tại bây giờ tôi có hơn 20 khóa học. Sau đó thì tôi phân phối lên các sàn, các sàn bán cho tôi. Thế là trong lúc tôi đi ngủ, các khóa học đấy vẫn được vận hành bán. Trong lúc mà tôi không đi dạy thì cái đấy vẫn tiếp tục bán. Một năm tôi bán được 150.000 học viên. Lượng thu nhập của tôi rất là tốt. Thế như vậy, đấy người ta gọi là chính là thu nhập thụ động. Và việc của chúng ta là phải tạo ra được sản phẩm dịch vụ có thể phân phối, bán ở nhiều kênh thông qua những người khác nhau và chúng ta là người hưởng thụ. Thì đấy sẽ được gọi là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động thì sẽ được tạo bởi hai nhóm người. Một là nhóm người là chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp là những người sẽ đầu tư công ty, là những người sẽ đầu tư các hoạt động sản xuất kinh doanh và sau đó thì họ sẽ thuê người để thay họ thực hiện các công việc sản xuất, buôn bán, kinh doanh. Việc của họ đó chính là xây dựng và tạo dựng ra hoạt động kinh doanh đó và sau đó thì họ sẽ giao lại cho người khác. Cái thứ hai đó chính là những người kiếm tiền bằng cách đầu tư, tức là những người này họ sẽ tìm hiểu xem là doanh nghiệp này hoạt động có tốt không, có dòng tiền không, lãnh đạo là ai, báo cáo thuế tài chính có công minh hay không, việc này có thể dễ kiểm soát vào lâu dài hay không, và sau đó thì họ sẽ đầu tư. Và đây người ta gọi là gì ạ? Là người ta sẽ đầu tư tiền vào con người. Như vậy thông thường là cái nhóm làm chủ doanh nghiệp này thì họ sẽ sử dụng trí óc của họ để tạo dựng ra các sản phẩm dịch vụ. Sau đó họ phải đóng gói lại và tìm cách bảo vệ sản phẩm dịch vụ đó. Ví dụ như chủ doanh nghiệp
là họ sẽ nắm trong tay thương hiệu, họ nắm trong tay bằng sáng chế, nắm trong tay quy trình. Thì những cái thứ đấy, cho dù cái người nhân công được thuê, họ có thể làm được tất cả, nhưng mà họ sẽ không thể lấy cắp được. Các bạn cứ tưởng tượng như thế này. Apple không sản xuất ra các thiết bị một cách trực tiếp, nhưng họ là người sáng tạo ra các thiết bị đấy. Họ là người tiến hành sở hữu thương hiệu Apple, họ sở hữu các quy trình, các thương hiệu, sở hữu bằng sáng chế. Thì như vậy là tập đoàn Hồng Hải, Samsung, cho dù là có sản xuất ra được đúng sản phẩm đấy nhưng không thể bán được. Thì như vậy thì người này, chủ doanh nghiệp, mới chính là người có được thu nhập thụ động từ chính sản phẩm dịch vụ của mình. Cho nên cũng có rất nhiều người, họ cũng nghĩ mình là chủ doanh nghiệp, sản xuất và làm hoạt động kinh doanh, nhưng mà không sở hữu về trí tuệ, không sở hữu về công nghệ, không sở hữu tất cả, mà chỉ làm con buôn, nghĩa là buôn từ chỗ A đi sang chỗ B. Thì như vậy họ sẽ không tạo ra được nguồn thu nhập thụ động, tại vì họ vẫn phải tập trung tiến hành làm sản xuất kinh doanh, họ bán. Vì nếu họ không làm thì người khác, người ta sẽ nhảy vào làm và họ sẽ không đạt được hiệu quả. Cho nên đấy cũng không phải là nguồn thu nhập thụ động. Nguồn thu nhập thụ động thứ hai đó là nhóm người kiếm tiền bằng cách đầu tư. Thì đây cũng là một cách làm việc bằng cái đầu. Những người đầu tư này, họ sẽ đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư vào những hoạt động sản xuất kinh doanh, và họ có thể làm được một việc, đó chính là được hưởng lợi tức hàng tháng. Nhưng mà những người kiếm tiền bằng đầu tư này hay bị gặp một cái rủi ro, đó chính là một, chủ doanh nghiệp này khi đầu tư vào một doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp đấy làm ăn không tốt thì tiền của họ sẽ mất và họ sẽ không được cái gì cả. Cái thứ hai, họ đầu tư vào doanh nghiệp mà thông tin không minh bạch và công khai, không có kiểm toán, không có người đối soát, thì lúc đấy là gì? Những người chủ doanh nghiệp làm hoạt động kinh doanh thực tế, họ sẽ biển thủ, họ sẽ tìm cách luồn lách để làm sao cho là các số liệu khi mà được đưa ra nó không giống như là những số liệu ban đầu. Và cái thứ ba nữa là những người đầu tư này khi đầu tư vào một doanh nghiệp mà không được sở hữu doanh nghiệp đấy, không kiểm soát được doanh nghiệp đấy, thì rõ ràng họ sẽ trở thành những người, ở đây tôi vẫn gọi là những người dọn đường, nghĩa là cái số vốn đầu tư của họ đầu tư cho doanh nghiệp này chưa kịp sinh lời, thì những người làm chủ doanh nghiệp một cách thực sự, họ đã tìm cách hất cẳng những người này ra. Cái câu chuyện này nó giống như câu chuyện của Coca-Cola ở Việt Nam. Khi doanh nghiệp ở Việt Nam có đất và muốn góp vốn cùng với Coca-Cola để cùng kinh doanh sản phẩm Coca-Cola, và họ thì không nắm được quy trình cũng như không kiểm soát được hoạt động kinh doanh. Và đây là một cái rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam khi đi làm đầu tư bị gặp phải. Hoặc đơn giản như các bạn thấy, chúng ta đầu tư vào diện Skyway, đầu tư vào Ground One, đầu tư vào một loạt công ty đa cấp, đúng không ạ? Chúng ta không kiểm soát được hoạt động kinh doanh của họ, không có đơn vị kiểm toán trung gian, và toàn bộ hoạt động thu chi đấy các bạn sẽ mù mờ. Thì nếu hoạt động thu chi này có lãi thì người chủ doanh nghiệp này họ sẽ biến tấu để làm sao cho công ty này là không có lãi. Và chúng ta thấy là Coca-Cola ở Việt Nam là bán lỗ liên tiếp trong rất nhiều năm, làm cho hoạt động kinh doanh của công ty về âm. Đến mức là gì, là công ty ở Việt Nam góp vốn vào đã phải rút ra để cố gắng không chịu lỗ thêm. Và như vậy thì Coca-Cola đã chiếm được toàn bộ đất với chi phí cực kỳ rẻ. Và sau đó khi mà đã mua lại hết cổ phần với mức chi phí rẻ đấy thì họ bắt đầu tiến hành tăng giá bán lên và có lãi. Thế như vậy chúng ta nhìn thấy là cái việc đầu tư này nó không hề dễ dàng. Nếu công ty mà không minh bạch, các bạn đầu tư vào thì xác định coi như là mình sẽ tạch. Tại vì đến lúc mà không có lãi thì người ta sẽ tìm cách để làm sao cho là bạn phải chịu cái mức lỗ cùng với cả cái người làm, thì coi như bạn là người tốt thí. Còn nếu có lãi thì họ sẽ tìm cách là sao cho đẩy bạn ra, để cuối cùng là gì, là có thể bạn vẫn thu được một ít tiền, hoặc cuối cùng là bạn sẽ phải chỉ lấy về đúng số tiền của mình cho vào, và cuối cùng chúng ta là cho vay không có lãi. Cho nên là cái hoạt động đầu tư này ở Việt Nam chúng ta đều nghe thấy là để kiếm tiền thụ động, nhưng mà nói tóm lại là gì, các bạn không hiểu một cách rõ ràng, không kiểm soát được họ, cho nên là chúng ta sẽ không phải là hoạt động đầu tư. Rất nhiều người khi bắt đầu nghe đến hoạt động đầu tư này, chúng ta nhìn thấy cứ vẽ là góp tiền vào, cho vào đấy và xong công ty có lãi. Và trên đời này thì tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là không bao giờ có chuyện, nếu mà những người làm ăn kinh tế thực sự, họ sẽ chia lại cho các bạn lợi nhuận nếu bạn không tham gia và làm bất kỳ cái gì. Làm gì có chuyện một người làm trực tiếp, họ làm mở mặt ra, họ kiếm được lãi mà bạn ngồi không có thể chia lại cho bạn tỷ lệ lên tới 96%. Mà bạn không làm gì mà người ta tự dưng mang phần đến cho các bạn. Làm gì có, vì nếu không có lãi âm thì họ có thể nói chuyện với các bạn. Nhưng mà nếu có lãi thì yên tâm, họ sẽ tìm cách đẩy bạn ra, họ sẽ tự cho vốn vào. Vì nếu bây giờ mà có lãi, tôi đi vay ngân hàng, cùng lắm tôi vay 12%, tôi đầu tư vào và tôi vẫn có lãi, thì việc gì tôi phải chia lại cho các anh khoản lợi nhuận nhiều như thế kia. Dạ. Thì thu nhập từ đầu tư, tức là bạn có thu nhập khi đầu tư giá trị cổ phiếu cao hơn giá trị ban đầu.
Ví dụ bạn mua vào dự án A có giá trị cổ phiếu là 10 đô, khi bạn bán ra nó lên 20 trăm đô thì bạn gọi là có lãi. Nhưng mà cái này nó chỉ đúng với việc là công ty đấy nó phải là công ty minh bạch, công ty có hoạt động kinh doanh thực sự, có kiểm toán. Còn lại là với công ty ảo, số liệu một cách ảo thì xin lỗi, đầu tư vào chỉ có mất tiền, và chúng ta trở thành những người, chúng ta giúp cho họ, những cái người mà huy động tiền của các bạn trở nên giàu có, thậm chí công ty phá sản đóng cửa họ vẫn có thể ôm tiền của các bạn, họ đi họ trở nên giàu có cơ mà. Điển hình như câu chuyện của Sky Mining đúng không ạ? Ông chủ đầu tư thì ông trốn bố sang Mỹ rồi ông ôm theo rất nhiều tiền, các bạn có đòi được xu nào đâu. Và trong khi đó chúng ta góp phần làm cho họ trở nên giàu có. Và rất nhiều các hoạt động scam ở Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta thấy Tuấn Scam này, một loạt những anh scam sau khi mà bắt đầu là bung bét xong thì họ lẩn đi một thời gian và họ lại có tiền. Đến lúc sau họ lại đi đàng hoàng làm việc khác và tất cả chúng ta chả làm được cái gì cả. Đặc điểm của thu nhập thụ động không phải cố định. Thu nhập thụ động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thời gian, công việc, khách hàng. Bạn không thể trông chờ nguồn thu nhập này hàng ngày đều đặn được. Có thể bạn phải chờ cả tháng, nửa năm, đôi khi vài năm. Và đây chính là một vấn đề mà rất nhiều những người làm đa cấp hay đánh vào tâm lý của các bạn. Đó chính là sẽ có một khoản thu nhập cố định, định kỳ và tăng trưởng liên tục. Xin lỗi, không bao giờ có kinh doanh nào có thể đều đặn như vậy được. Nó sẽ phải lên xuống thăng trầm. Nó sẽ có những giai đoạn được, giai đoạn mất, những giai đoạn không đạt thành công. Tại vì đâu phải lúc nào con đường nó cũng bằng phẳng được. Vậy thì nếu một người nào đó hứa với các bạn là nó sẽ có biên độ lợi nhuận tăng trưởng đều thì yên tâm, cái câu chuyện đấy là hoàn toàn vô lý. Làm gì có chuyện nó có hoạt động như thế được. Tất cả hoạt động kinh tế từ xưa đến nay chúng ta đều nhìn thấy nó đều lên xuống theo chu kỳ. Cho nên không bao giờ có chuyện một người có thể đảm bảo được yếu tố đó. Và đảm bảo ở đây thì đảm bảo toàn bằng miệng, đúng không ạ? Không có đảm bảo văn bản. Nếu bây giờ tôi vẫn nói một cái câu chuyện vui là gì? Là nếu anh đa cấp bảo rằng là hoạt động kinh doanh này tăng trưởng tốt, đúng không ạ? Cam kết lợi nhuận. Ok, thế chấp nhà cho tôi vứt tiền vào cho các anh, đúng không? Anh là thích bao nhiêu tôi vứt tiền vào, cam kết đưa nhà đây, chuyển tên cho tôi. Đúng lợi nhuận thì đến lúc đấy tôi giả. Thì lúc đấy sợ co rụt vòi vào, làm gì có ông nào dám nói câu chuyện đấy. Xong lại dùng một câu là nếu mà đầu tư ai cũng sinh lãi như thế thì còn cái gì gọi là đầu tư. Thế thì ok, ông đừng hứa nữa, đừng đưa ra những cái khoản lợi nhuận cái số như vậy. Nói thẳng với cả mọi người, đa cấp bây giờ nếu ông nói thẳng với mọi người là gì? Đầu tư thì mất đấy, nếu nó không được thì cũng mất đấy, đúng không? Sau đó tiếp theo nữa là gì? Là cái hoạt động kinh doanh này nó có thể không đạt được hiệu quả, mất đấy, xem có ai đầu tư không, hay là lúc nào chỉ cam kết là nó luôn luôn có lãi. Và cái nữa đó là số liệu nó không minh bạch. Có ông hoạt động kinh doanh nào ở đây chúng ta đi mua cổ phần, chúng ta tham gia đầu tư vào nhưng mà không bao giờ nhận được báo cáo tài chính, cũng không bao giờ nhận được báo cáo kết quả doanh thu, cũng không bao giờ có các hoạt động kiểm toán đi hoạt động. Thế thì bây giờ số liệu lấy ở đâu ra một báo cáo lợi nhuận? À, đây là một câu chuyện rất hết sức buồn cười khi mấy ông đa cấp rủ mọi người đầu tư tài chính. À, cứ đầu tư tiền đi nó sẽ có lãi, trong khi công ty mà đầu tư tiền vào chả có hoạt động kinh doanh gì. Và báo cáo thì không có, thậm chí đến còn chưa nhìn thấy sản phẩm bao giờ người sử dụng. Chính các bạn còn chả sử dụng thì lấy đâu ra người nào sử dụng mà bán. Ví dụ như câu chuyện về bán khóa học. Tôi là người làm kinh doanh bán khóa học đến năm nay là năm thứ năm. Tôi bán khóa học online. Bán khóa học online thì tháng nào nó phải có báo cáo doanh thu từng tháng một về số liệu khóa học bán ra, số liệu học viên mua vào. Thì lúc đấy mới có thể thống kê ra được. Đây cứ thấy là gì? Khóa học thì chả thấy bán cho ai, chỉ thấy khoe tiền là gì? Là ok, là ông này hôm nay mua góp cổ phần này vào và trở nên giàu có. Thì đấy là tiền của mọi người đốt với nhau chứ không phải tiền của học viên đâu. Thì làm sao mà chúng ta có thể giàu được khi mà không bán cho mọi người, mà chỉ quanh quẩn lấy tiền của người sau chia cho người trước. Cho nên lúc này chúng ta nhìn thấy là mấy ông khoe tiền thì không phải tiền của người mua, mà đa số toàn là tiền của người góp vốn. À, tiền này thì nói tóm lại là gì? Là mọi người lừa nhau để góp vào, khoe ra. Đây cho mọi người nhìn lên trên mạng search. Đây chúng ta xem Winbank. Thấy suốt ngày khoe có tiền, chuyển khoản vào thì thấy toàn là tiền mọi người vào mua cổ phần. Thế thì vấn đề tiền này đâu phải tiền của khách hàng, đúng chưa? Tiền này là tiền của ai thì tự biết. Đây tiền đây, khoe cho mọi người tiền đây, đây tiền đây, thấy toàn là tiền đây, mua đầu tư cổ phiếu vào này. Và tôi thì cũng phải công nhận là người Việt Nam mình rất nhiều tiền, nhiều tiền ở chỗ là thấy cứ mua vào vứt vào đây và chả bao giờ cảm thấy có lãi cả. Đây toàn thấy chuyển tiền vào. Và như vậy chúng ta nhìn thấy là tất cả các hoạt động kinh doanh ở đây nó chỉ là dùng sức,
Cho nên đây tôi vẫn nói là những người đang làm cái này là họ đang dùng sức và không phải thu nhập thụ động. Tại vì họ dùng sức họ đi lôi kéo mọi người và lấy tiền mặt chứ đâu có phải là hệ thống nó tự sinh ra và kiếm tiền đâu. Khách hàng có tự tìm đến đâu. Sau đó thì nhìn thấy đúng không ạ? Xe cộ các thứ khác, hình ảnh. Thì những cái thứ này tôi vẫn nói rồi là nó chỉ làm chiêu bài để làm sao cho mọi người tin tưởng. Rồi tiếp theo nữa, bạn có thể làm ra nhiều nguồn thu nhập thụ động khác hẳn với công việc, cho nên một người làm kinh doanh thì lúc nào cũng phải nghĩ cách và đầu tư thêm các hoạt động kinh doanh khác. Thu nhập thụ động không bị gò bó về thời gian, tại việc của chúng ta là đầu tư, xây dựng và sau đó thì chúng ta có thể chuyển giao cho người khác. Nhưng mà bạn phải chăm chỉ, cần cù, dày công nghiên cứu thì mới có thể đạt được. À, thu nhập thụ động thì nó không an toàn 100%. Thu nhập thụ động nó sẽ dựa trên nhiều yếu tố và tạo ra nguồn thu. Sau dần các hoạt động duy trì và cải thiện nguồn thu nó sẽ vẫn được hình thành. Cho nên chúng ta mới thấy ví dụ các bạn đầu tư một ngôi nhà cho thuê thì vẫn phải sửa, cho nên vẫn phải tính toán về cách thức chi phí vận hành để làm sao cho nó không bị lỗ. Như đợt vừa rồi chúng ta thấy nhiều người đầu tư vào Airbnb là cứ tưởng là nó có lãi nhưng cuối cùng do Covid cái thì là lỗ sốc hết mặt ra và rất nhiều thứ nó sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó những người tính toán hoạt động kinh doanh họ sẽ phải tính các cửa để có thể lui được nếu trong cái quá trình làm. Còn nếu mà đã lỗ do rất nhiều yếu tố khác thì phải chấp nhận. Thì 5 cách để tạo ra thu nhập thụ động. Đây là 5 cách nó sẽ tạo ra thu nhập thụ động lâu dài bền vững mà các bạn sẽ nên làm. Còn đừng nghe vào những cái hoạt động kinh doanh vớ vẩn. Tại vì là nó tóm lại tiền của các bạn nó giống như sinh khí của các bạn ấy. Các bạn mất nhiều thì các bạn sẽ cái cơ hội tái tạo lại nó sẽ không nhiều đâu. Đừng nghĩ là nó có thể dễ dàng quay lại với các bạn. Có những người có cơ hội đầu tư kinh doanh hẳn hoi không làm đến khi mất rồi, hết tuổi rồi, lúc đấy cũng không vay mượn là mượn được ai nữa, thời cơ không còn nữa. Lúc đấy không còn trẻ nữa thì lấy đâu ra cơ hội để quay lại. À, cách 1, đóng gói kiến thức rồi bán. Đây là cách mà tôi đang làm rất là nhiều. Tôi đầu tư ra các cái khóa học, đầu tư ra các sách điện tử, đóng gói thành sản phẩm. Và như vậy thì tôi đóng gói kiến thức tôi bán. Ai có nhu cầu mua thì mua các sàn khác phân phối. Nó cũng giống như việc là các bạn sáng tác bài nhạc, điệu nhảy. Các bạn sáng tạo ra công thức nấu ăn, các bạn sáng tạo ra bất kỳ một cái gì đó mà người ta có thể dùng lâu dài. Thì như vậy là chúng ta có thể bán cái này. Thì cái này trong thời đại công nghệ bây giờ thì bán các cái khóa học này nó sẽ mang lại thu nhập rất là tốt. Tại vì là kiến thức thì các bạn thấy ai cũng sẽ có nhu cầu học. Năm này có năm khác, lứa tuổi này có lứa tuổi khác. Cho nên là chúng ta sẽ tạo thành nguồn thu nhập thụ động được. Nó khác với việc phải đi dạy nhá. Những người đi dạy thì sẽ không phải là những người có thu nhập thụ động. Tại vì nguồn tiền đấy nó không tự động đến và vẫn phải bán sức. Và bán sức thì đến ngưỡng, đến tuổi già rồi thì không đi được nữa đâu. Cho nên thầy cô giáo đang dạy ở trên lớp thì đấy là những người đang bán sức. Còn lại những người như bọn tôi là những người đầu tư kinh doanh, xây dựng ra các khóa học, đóng gói lại thì bọn tôi là những người xây dựng ra nguồn thu nhập thụ động. Cái thứ hai đó là xây dựng cửa hàng kinh doanh. À, các bạn cứ biết được là nhu cầu của mọi người mua bán thì là gần như là vĩnh cửu. Sẽ liên tục mua cái này mua cái khác. Chúng ta thấy ví dụ như là xây dựng chuỗi điện máy của điện máy xanh này, chuỗi điện máy của thế giới di động này, của FPT này, thì đây người ta gọi là xây dựng các chuỗi cửa hàng kinh doanh hoặc là các cửa hàng bán thực phẩm sạch. Thì những cửa hàng này nó có địa điểm, nó có chiến lược, có logo, có thương hiệu, chạy quảng cáo. Ông chủ xây dựng thương hiệu, sau đó thuê nhân sự, thuê đơn vị là PR marketing, thuê các hình thức khác cùng làm và họ chỉ cố gắng làm sao cho là đảm bảo cái hoạt động kinh doanh này với các chỉ số hoạt động một cách tốt nhất. Thì như vậy đó chính là xây dựng hoạt động kinh doanh. Ví dụ như tôi có chuỗi cửa hàng bán hàng là Bát Tràng.info và tôi có 8 cửa hàng hoạt động kinh doanh, 3 xưởng sản xuất. Thì như vậy đây là cái hoạt động kinh doanh mà khi tôi đầu tư vào xong đến lúc sau tôi không cần phải làm nữa, nó sẽ vẫn tự sinh ra tiền hàng tháng, đúng chưa? Thì đây mới gọi là cái nguồn thu nhập thụ động. Tại vì nếu mà tôi vẫn phải nhúng tay vào, tôi vẫn phải làm thì nó sẽ không phải là nguồn thu nhập thụ động, nên nó sẽ khác với kinh doanh online. Nếu các bạn làm kinh doanh online nghĩa là các bạn phải ngồi xét quảng cáo, điều khiển quảng cáo, cái biến động của nó quá lớn, nó không có những lợi thế cạnh tranh như khi xây dựng chuỗi và thương hiệu thì các bạn sẽ không phải là thu nhập thụ động, nó rất là đau đầu. Và kinh doanh online thì thường là gì? Là bán những cái sản phẩm của chúng ta nó bị một cái là nhiều người bắt chước được. Mà bắt chước được thì tỷ lệ lợi nhuận của các bạn sẽ không cao và chúng ta rất dễ bị phá giá thị trường. Cho nên chúng ta mới thấy là những bạn trẻ bây giờ thích làm kinh doanh online thì đấy không phải là tạo ra thu nhập thụ động mà các bạn vẫn đang là đi buôn và nó chỉ có thể có giá trị trong một khoảng thời gian rất là ngắn và nó không lâu dài được. Như tôi bán cái Bát Tràng Info đến bây giờ từ năm 2007 đến bây giờ là tôi bán 13 năm rồi. Đủ để cho mọi người thấy là xây dựng như thế nó mới bền vững và lâu dài chứ không phải câu chuyện như mấy ông nói vừa ngồi làm kinh doanh mà đã có lãi được. Thì lúc đấy xin lỗi đi. Đến bây giờ tôi gần 20 năm kinh doanh trong nghề làm gì có chuyện giải quyết được cái vấn đề đấy một cách đơn giản. À, cách thứ ba là xây dựng công ty kinh doanh.
Xây dựng công ty thì là công ty có thương hiệu, đúng không ạ? Sau đó thì công ty có các hoạt động kinh doanh lâu dài, và ông chủ thì sau này có thể cổ phần hóa công ty ra, ông chủ có thể cho lên sàn và công ty đấy nó sẽ tự kinh doanh và ông chủ không phải ngồi ở đấy nữa. Nó cũng giống như câu chuyện các bạn thấy của Vật Giá này, các bạn thấy của Sapo này, các bạn thấy của rất nhiều các công ty công nghệ, là sau khi xây dựng hoạt động kinh doanh xong thì công ty bán cổ phần cho nước ngoài này. À, ông chủ thì lúc đấy đi làm cái khác, sẽ có những giám đốc được thuê về để thực hiện vận hành. Thì đấy cũng là cách để tạo ra các hoạt động về thu nhập thụ động. Nhưng thương hiệu thì sẽ vẫn là của ông chủ. Thì cái đấy không ai ăn cắp được. Cho nên mọi người mới thấy là tại sao các doanh nghiệp khi làm kinh doanh, người ta sẽ cố gắng đầu tư vào thương hiệu và quy trình sản xuất. Tại vì thương hiệu là cái thứ mà người ta không thể ăn cắp được. Công nghệ có thể ăn cắp được, mọi thứ có thể ăn cắp được, nhưng thương hiệu là cái thứ không ăn cắp được. Cho nên chúng ta mới thấy là cho dù mọi người thấy là FPT đổi chủ qua rất nhiều người, nhưng chúng ta vẫn biết ông Trương Gia Bình, đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì? Công ty điện máy xanh, công ty thế giới di động đổi chủ thế nào đi nữa, đúng không ạ? Thông tin rất nhiều giám đốc thì chúng ta vẫn biết là của Bắc Tâm. Hoặc là các công ty khác thì đấy chính là thương hiệu được gắn bó với cái đó. Và cái đấy nó gọi là tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Và bạn có thể thuê người để làm mà họ không ăn cắp được các bạn. Nên chúng ta phải đầu tư như vậy. Rồi đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì cái này là mua cổ phần cổ phiếu. Thì cái này cũng sẽ tạo ra nguồn thu nhập thụ động nếu chúng ta đầu tư vào đúng công ty và những công ty này có sinh lời được. Chứ còn nếu không sinh lời được mà cứ thấy x5, x6, x10 xin lỗi toàn công ty vớ vẩn, làm sao nó có thể tồn tại kinh doanh được. Kinh doanh nó phải tồn tại trong một khoảng thời gian dài để từ đó nó tạo ra được cái dòng lợi nhuận và tạo ra được sự phát triển. Còn nếu công ty vớ vẩn, nó không tạo ra được cái này thì nó sẽ không thực hiện được việc. Thứ năm là kiếm tiền MMO. Ví dụ đơn giản như làm channel YouTube. Đây cũng là một cách để có thể kiếm tiền lâu dài. À, ví dụ đơn giản như các bạn thấy như channel mạng kiếm tiền của tôi. À, tôi làm nó đến bây giờ là 4 năm rồi. Mọi người cứ nghĩ là làm cái này để kiếm tiền, nhưng thực ra là cái việc làm kênh YouTube này nó sẽ giúp cho tôi 3 việc. Thứ nhất đó là tạo cho tôi thương hiệu. Thương hiệu thì lúc đấy là anh chị nhìn thấy thương hiệu nó sẽ gắn liền với công ty, với khóa học, với các sản phẩm kinh doanh và tôi có thể kiếm tiền được. À, có thương hiệu này rồi thì tôi có thể là gì ạ? À, thu hút được đầu tư. Mọi người sẽ biết tôi là ai thì tôi có thể kiếm tiền được. Còn thì cái này nó là của tôi. Chứ còn nếu bây giờ mà tôi xây dựng những cái thứ khác nó không phải của tôi thì không đầu tư được. Rồi các bạn đầu tư website, website càng lâu dài thì kiếm được càng nhiều tiền. Rồi các bạn có thể viết blog, các bạn có thể tiến hành làm affiliate, làm rất nhiều cái. Thì như vậy những cái thứ này nó đều tạo ra thu nhập thụ động, nghĩa là chúng ta không phải làm và có người khác người ta sẽ thực hiện. À, hoặc là ví dụ như là tôi thấy tôi đang bán hàng trên Amazon cũng tương tự. Nghĩa là sẽ có rất nhiều sản phẩm tôi bán ở trên gian hàng của tôi. Khi tôi đầu tư vào Amazon nghĩa là tôi đầu tư vào gian hàng và đầu tư vào brand name thương hiệu ở đó, thì cái đấy nó sẽ là của tôi, thì nó mới tạo ra được thu nhập thụ động. Còn nếu các bạn bán hàng mà không có thương hiệu, các bạn không làm những cái hoạt động kinh doanh một cách lâu dài, thì các bạn lại vẫn chỉ là đi buôn, và đến một ngưỡng nhất định các bạn không thể thực hiện được nữa thì các bạn lại không có tiền. À, làm MMO này chúng ta phải có kiến thức và phải có chiến lược để cung cấp nội dung một cách lâu dài, vì nếu chúng ta bị đứt quãng không đưa được thông tin lên nữa thì website sẽ giảm lượng người truy cập, hệ thống sẽ giảm người truy cập thì chúng ta không bán được. Còn nếu các bạn lại thuê người để người ta làm thì như vậy là thương hiệu là của người ta rồi và các bạn sẽ không được cái gì. Nên chúng ta phải gắn cái gen của mình vào. Thứ sáu, bán hàng POD. Đây cũng là một cách hiện tại bây giờ đang kiếm lại rất nhiều lợi nhuận cho các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ kết hợp với các công ty khác. In ấn, thiết kế ra các mẫu logo của các bạn, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta bán các sản phẩm này. Thì đây là 6 cách tạo thu nhập thụ động thông dụng bây giờ chúng ta có thể tiến hành làm. Trong đó thì có 3 cái mọi người nên tập trung đầu tư vào. Thứ nhất là xây dựng chuỗi cửa hàng kinh doanh, cái này nên đầu tư vào vì nó rất là lâu dài, bền vững và chúng ta có lợi thế cạnh tranh. Cái thứ hai nữa các bạn đầu tư vào xây dựng doanh nghiệp và thương hiệu. Và cái thứ ba là kiếm tiền MMO. Đây là 3 cái mọi người nên tạo ra. Thì hy vọng là thông qua cái phần này thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là thu nhập thụ động để tránh bị những người đưa ra những cái lời mời chào là ngồi không mà cũng có tiền để có thể tiến hành là huy động vốn của các bạn. Và chốt lại cuối cùng nó có 3 ý mọi người nên nhớ. Muốn làm gì thì làm, nó phải là có thương hiệu của mình. Còn lại các bạn bảo đầu tư tiền cho người khác thì xin lỗi, ngon thì họ sẽ ăn mất, làm gì đến lượt cho các bạn. Cái thứ hai là muốn đầu tư được thu nhập thụ động thì phải kiểm soát được. Chúng ta phải có thông tin để kiểm soát, dữ liệu nó phải minh bạch. Không có dữ liệu thì không bao giờ làm ăn được. Cho nên bây giờ ví dụ các bạn làm công ty cổ phần thì mọi người thường có xu hướng là thuê kế toán ngoài. Một công ty kế toán thứ ba là kiểm soát dữ liệu vào để lúc đấy chúng ta có cái mà nói chuyện, chứ lại cho ông giám đốc tự biên tự diễn ông làm hai sổ thì như vậy số liệu nó sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả. Và chúng ta ngồi ngoài không làm kinh doanh thì xin lỗi các bạn sẽ không bao giờ chúng ta kiểm soát được.
Cái thứ ba nữa là muốn có thể đầu tư và thu nhập thụ động 10 được thì nó lại phải liên quan đến việc là phải bảo vệ được thành quả. Nghĩa là các bạn sẽ phải kiểm soát được cái vấn đề của mình, là nếu có việc gì xảy ra thì mình sẽ phải có cách để xử lý. Ví dụ như là chúng ta ký được các hợp đồng rõ ràng là tôi đầu tư cho ông để xử lý phần này, nếu lỗ thì ai sẽ là người chịu và tôi sẽ thu về được bao nhiêu. Đúng chưa? Ông có cam kết điều đó không? Sao ông có tài sản thế chấp để tôi đầu tư tiền vào hay không? Các hoạt động này nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi xử lý bằng cách gì? Nó phải bảo vệ được thành quả, nó phải có giấy tờ. Cho nên là lúc này nếu các bạn thích đầu tư với đa cấp thì cứ nói luôn một câu, các bố ký đi. Ký giấy tờ công chứng, có tài sản thế chấp, xem có dám làm không? Công ty có đăng ký ở Việt Nam hay không? Không có bất kỳ một cái gì để nói chuyện. Thì đến lúc sau gặp phải vấn đề này thì tiền nó sẽ không phải của bạn nữa đâu. Khi mà tiền đã ra khỏi túi chúng ta mà không có giấy tờ thì xin lỗi, các bạn sẽ không đòi được đâu. Đòi thế nào được? Các bạn lấy cái gì mà đòi? Lúc đấy chỉ còn mỗi cái là gì? Ừ thì lúc đấy xã hội đen đánh nhau, chửi nhau, đập nhau, ra tòa. Thì lúc đấy nó chỉ mất công thôi, tại vì chúng ta đã không có giấy tờ để xử lý được việc. Cho nên rất nhiều câu chuyện hệ quả của việc này là do mọi người thiếu hiểu biết, cho nên là lúc chúng ta bị người ta huy động đầu tư, chúng ta đã không đạt qua được cái trạng thái của mình. Cho nên hy vọng thông qua một clip khá là dài chia sẻ với mọi người về thu nhập thụ động thì chúng ta sẽ có một cái nhìn cũng như là biết cách để từ đó các bạn sẽ lựa chọn và tìm ra được cách để đầu tư của mình. Cuộc đời nghe là dài nhưng không dài đâu. Nếu các bạn nghèo trước năm 35 tuổi thì đấy là lỗi của các bạn rồi. Tại vì là chúng ta có nhiều cơ hội để làm. Chúng ta có sức lực tuổi trẻ. Sau 35 tuổi cái cơ hội nó sẽ nhỏ đi rất là nhiều. Lúc này từ sức lực, cái mối quan hệ và mọi thứ nó không còn nhiều nữa. Cho nên nếu các bạn ở đây là những bạn trẻ tuổi, đừng để những cái lời của đa cấp tiến hành lừa đảo các bạn để chúng ta đánh mất tương lai. Rồi, xin chào các bạn.